Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, ngày 18 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã khai mạc triển lãm Seoul xưa và tranh dân gian truyền thống Hàn Quốc tại Hà Nội để người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Đến với triển lãm Seoul xưa và tranh dân gian truyền thống Hàn Quốc, người xem đã có dịp chiêm ngưỡng hơn 40 tác phẩm khắc họa những nét đặc trưng của người Hàn Quốc trong đời sống sinh hoạt, tinh thần. Các tác phẩm được chia làm 3 thể loại, gồm tranh dân gian cung đình, tranh dân gian bình dân và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống Hàn Quốc. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật ở Việt Nam. Nằm trong khuôn khổ của triển lãm, Trung tâm cũng sẽ tổ chức các lớp học trải nghiệm tranh dân gian truyền thống do nghệ nhân Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2016.